Cộng đồng mạng quay xe khen sắc Bình trẻ ra chục tuổi bên cạnh Phương Oanh, cứ quay ống kính sang là bật chế độ nhí nhố. Chào mọi người. Chào, có biết mà ở ngoài đời là sát sùng như thế nào, ở nhà cũng là một con cá con. Đấy. Chào dậy say hi đi. Đấy mọi người ạ. Lúc nào cũng vậy thôi. Phương Oanh và chuyện tình cùng với Sắc Bình vẫn luôn khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán. Nhưng sau thời gian dài chỉ trích, hậu kết hôn cả hai bất ngờ nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như sự quay xe hàng loạt từ phía cộng đồng mạng. Trong lần du lịch đến Mỹ của cả hai, nhiều người theo dõi các livestream cũng không khỏi khen ngợi rằng khi bên nhau cả hai cứ nhí nhố với nhau nhìn vô cùng dễ thương. Mà đâu chỉ cộng đồng mạng thấy, dường như những người thân quen của nam doanh nhân cũng thấy được điều này, thế nên là bên dưới phần bình luận đều có rất nhiều lời khen của mọi người. Không ít người cho rằng từ ngày yêu Phương Oanh thì thấy Sắc có vẻ trẻ ra vì được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng cũng như sự yêu chiều từ phía người đẹp. Không ít người thấy được phong cách của Sắc ở cùng với nàng như thể trẻ ra cả chục tuổi vậy. Ngoài ra, nhiều người còn phát hiện rằng những khung ảnh sống ảo trên mạng xã hội của Sắc cũng được Phương Oanh chụp giúp cho. Sắc Bình, Phương Oanh còn mặc đồ đôi đi đánh golf và có nhiều cử chỉ tương tác ngọt ngào. Chưa kể đến là không ngại chăm sóc hoặc là thể hiện tình cảm như ôm, hôn nhau khiến nhiều người phải than thở vì quá là phát cẩu lương rồi. Ở những livestream của Phương Oanh thì chỉ cần cô quay camera sang phía người thương thì anh lập tức dựa vào hoặc làm những hành động nhí nhố trẻ trung khiến cộng đồng mạng cũng không thể nhìn ra vị doanh nhân thường thấy đâu nữa rồi. Khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau này khiến người ta phải suýt xoa vì hóa ra là chọn đúng người sẽ nhìn vui vẻ và trẻ trung như thế này. Ở thời điểm còn yêu đương, cặp đôi cùng nhau đi rất nhiều nước như Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu hay đi Thái Lan cùng gia đình hai bên. Tuy nhiên, vẫn có khán giả cho rằng dù sao đi nữa vẫn không thể chấp nhận được chuyện tình này của cả hai. Chính vì thế, những khung ảnh của cả hai vẫn nhận về không ít những ý kiến trái chiều. Có những người vẫn cảm thấy việc họ bên nhau là không đúng lắm cũng như buông lời cay đắng. Ngoài ra, vì đã kết hôn nên cô đặt gia đình lên đầu, tuy nhiên cũng không có ý định làm bà nội trợ toàn thời gian mà vẫn có những dự án cũng như sự nghiệp riêng của bản thân và sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp. Vào thời điểm vừa đám hỏi, nhiều người còn vẽ ra nghi vấn rằng có vẻ như Phương Oanh đã mang thai. Thế nhưng trong những khung ảnh du lịch, người đẹp vẫn không ngần ngại diện những bộ cánh khoe eo nên nhiều người cho rằng có lẽ do áo dài đám hỏi hơi ôm sát hoặc thời điểm ấy nữ diễn viên hơi tăng cân mà thôi. Còn bạn, bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!